rồi chặt góc cũng chặt góc chặt góc cái đó mình nhớ lên trước đâu mà mình đặt góc trước cái nào đi trước thì đặt trước đây đó rồi đó cũng như nha đó rồi có rồi có đó trước trước rồi nhớ đó phải rồi đặt góc nó phải nhất góc rồi nhất góc phải đó đúng rồi nè rồi đặt góc phải rồi nhất góc trái lên nhất góc trái giữ đầu ngón chân trái rồi đặt góc trái nhất nhất góc phải lên giữ đầu cái đầu chưa ngày 21 ngày mai
tiếp vô, tiếp tục. Chào đi, uống nước.